No, it's okay. Because I know you can buy like an online tour and use on your phone. I know. I'm just making a video. Sorry to दूसरे दिन सब काम
to Shepherd's Bush. Thường qua với lại cái thằng Tuấn này, thằng nào về để mà gửi tên Tuấn mà. Em đặt cọc hết là bao nhiêu rồi? Một lần làm đặt cọc bao nhiêu? Giờ chỉ là 10 ngàn chứ, đâu phải 8 ngàn phải không? Tại vì anh nói về chị anh đặt 8 ngàn.
tức là chúng hôm em giờ có cái làm là thằng cháu em có đi ra ngoài đó là nộp hồ sơ hay nếu được trường hợp ba mình đi về bà lại đúng không, có mùa đông rồi chẳng làm gì nên đi chậm đi mà khỏe. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Cô Linh coi là cô bà trước làm vợ anh đặt cọc 2.000 để giữ cái tiền của cho Phúc Ba là không được ra, không được bỏ đi á, đó là cô trả lại đàng hoàng. Rồi cô ấy hỏi thì là cô Linh đó, tên Linh nói là bữa nay xuống còn 13.000 đi nhanh, đó là 2-3 tháng đi thôi, nói gì đó. Anh tại vì hôm anh nghe em nói là 8.000 rồi, anh nói với anh Minh đó là anh cũng nói để cho anh để cho làm cho cháu anh đi là làm cháu anh qua đây. Mà thiệt nó nói với nó sạp. Mà nó cai 17 tuổi mình có được kìa đó. Còn cái thằng kia thì sinh năm 2000 mà nó cai 19 tuổi thì 19 tuổi cái cảnh sát nói mày nó chóc đấy, thằng nó nhỏ con mặt non á, nói là mày nó chóc mày là mày cai lên tuổi để mày đi làm hả, mày là 16 17 rồi để nó cho.
Bush Station.